Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog trong cái bản tin ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Tiến lại tiếp tục cập nhật và chia sẻ đến cho cô chú anh chị thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan đến cái vụ việc là tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Đặc biệt là cái câu chuyện sau khi mà cái đoạn video mà được cho rằng là chú Sử đã sàm sỡ một cái cô gái được tung lên mạng, thì hành động của chú Sử đó là nhắn tin cũng giống như là đe dọa Hồng Loan rất là dữ dội, tới Hồng Loan phải kêu cứu luôn nha cô chú anh chị ha. Và ngày hôm qua thì chúng ta còn biết đến cái vụ việc đó là có một cái nghệ sĩ đó là Kim Tử Long đã livestream nói về vấn đề của, nói chung là đá xéo Hồng Loan, so sánh câu chuyện giữa mẹ của mình cũng giống như là việc làm của Hồng Loan là tại sao mà lại đưa cố nghệ sĩ về trong khi không để ở đó để mà tiếp tục cứu chữa. Thì nhận được một cái làn sóng dư luận cũng giống như tẩy chay khá lớn từ tối ngày hôm qua tới giờ. Vì người ta cho rằng là mỗi nhà, mỗi cảnh và mỗi người có một cái bệnh án khác nhau. Và đặc biệt thì Kim Tử Long chưa có nắm rõ cũng giống như là chưa có tìm hiểu về bệnh tình của cố nghệ sĩ và hoàn cảnh lúc đó là như thế nào mà đã vội vàng lên tiếng nói như vậy. Và dù trước đây thì anh ta đã bên bảo vệ Hồng Loan, nhưng mà cái thái độ hầu như là muốn quay xe đã khiến cho những cái khán giả, những người yêu mến Kim Tử Long phải giận dữ cũng giống như là tẩy chay và lên án. Và đồng thời đó là tung lên những cái thông tin mà trước đây về cái người nghệ sĩ này rất là nhiều. Thì thật sự ra đây không phải là cái câu chuyện lần một mà chúng ta biết về người nghệ sĩ này. Thì quý vị thấy ha, có nhiều lần anh này lên phát ngôn thì sau đó cũng xin lỗi, và đặc biệt thì ngày hôm nay cũng là cái câu chuyện đó. Thì sau vài tiếng, nói chung là sau một đêm thì tới trưa ngày hôm nay thì Kim Tử Long cũng đã lên tiếng để mà xin lỗi và không có ý muốn nói về câu chuyện này này kia, để mà nói chung là để mà trấn an dư luận. Nhưng mà thật sự ra nhiều người ta vẫn nghĩ rằng là mình là một cái người nghệ sĩ có tên tuổi thì mình không cần mà phải ba phải như vậy, không, mình thích thì mình nói thích, mình ghét thì mình nói ghét, chứ không cần mà phải đá xiên đá xỏ. Dù trước đây mình đã binh người ta xong bây giờ không biết vì một lý do gì lại quay xe lại để mà tấn công, và bây giờ lại tiếp tục xin lỗi. Không phải là những cái sai nào mà cứ mình lên mạng mình nói sai bị phản ứng là mình xin lỗi, vậy là đâu có được hả cô chú chị ha. Và dù anh Kim Tử Long đã xin lỗi nhưng mà cũng nhận được một cái làn tẩy chay rất là lớn ha cô chú chị ha. Thì cái câu chuyện của Kim Tử Long thì em sẽ không nhắc nữa, tại vì em đã chia sẻ riêng cả một cái video rồi. Và ngày hôm nay em sẽ nhắm tới cái câu chuyện mà mọi người đang quan tâm nhất. Đó là câu chuyện mà chị Kim Nga là trợ lý cũ của cố nghệ sĩ. Đặc biệt thì chị Kim Nga này mới vừa lên tiếng ha, lên tiếng nói về cái vụ việc là cái két sắt. Và chị cho rằng á là sau một ngày cố nghệ sĩ mất, đó là ngày 5 mất, thì ngày 6 chị đã giao cái chìa khóa cho Hồng Loan, nhưng mà không biết mật khẩu nha cô chú anh chị ha. Vì vậy những cái vật dụng, những đồ tư trang hay gì đó là Hồng Loan mở cái két sắt ra, thì Hồng Loan chính là người lấy những cái vật dụng đó chứ không hề có liên quan gì với cô trợ lý này. Và đặc biệt thì cô cũng nhờ cái cô nhà báo, phải gọi là nhờ không biết đúng hay sai, tại vì quý vị thấy không, có cái cô nhà báo đã từng nói, cái cô nhà báo Như Bình nói rằng á, cô biết những cái thông tin này cũng giống như là được những cái thông tin này là do một số những người trong cái câu chuyện này chia sẻ cho cổ, có giống như là nhờ cổ viết bài. Thì chúng ta cứ chấp nhận là bây giờ là cái cô nhà báo này nói thay lời của cô Kim Nga về vấn đề đó là tại sao mà một ngày chi ba quên ba ngày lại chi 5 triệu, rồi cái mối quan hệ giữa cái cô Kim Nga này và cố nghệ sĩ Vũ Linh là gì, rồi cô Kim Nga này đã từng giúp đỡ cũng giống như là đã làm gì cho cố nghệ sĩ, và sau đó thì những lần nào là cố nghệ sĩ là đòi đưa lại cái căn nhà này cho Hồng Phượng, nói chung là sang tên lại cho Hồng Phượng đó. Thì đó là những cái ý trong cái ngày hôm nay mà Tiến sẽ chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì đầu tiên thì Tiến cũng mời cô chú anh chị chúng ta sẽ xem một cái tin nhắn của chị Hồng Loan nghe cô chú anh chị ha. Thì chị Hồng Loan viết như này: chị ơi em mệt mỏi quá, không biết được cái clip của chú Sử ai có nữa mà đăng lên rồi chú Sử nhắn tin chửi em, hâm em tùm lum hết. Em chỉ muốn yên ổn để buôn bán thôi chị, để cho xong việc rồi lo làm ăn buôn bán kiếm sống để lo cho mấy đứa nhỏ thôi. Chị cũng đâu có clip đó đâu mà không biết ai đăng lên đó nữa, bây giờ tùm lum chuyện tới
với em mệt mỏi quá. Thì thật sự vậy không? À, thì Hồng Loan lại phải hứng chịu làng vô luận. Thì thật sự anh, nếu mà mình không có thì mình cần gì mà mình sợ đúng không? Chú Sử đã từng có thì mình cần phải hăm dọa. Nói vậy không? Trước đó thì nói rằng là mình phải chạy khỏi gì, chạy quẹo mấy con hẻm để mà đánh lạc hướng này kia, không dám cho nó biết này kia, chi xét này kia. Còn bây giờ đi lên nhắn tin để hăm dọa. Nếu mà mình là người tốt thì mình không có mình cần gì sợ đúng không? Mình tự mà lên minh quan cần thì mình hăm dọa người khác. Và thật sự ra em nghĩ rằng đó, chị Hồng Loan cũng là nể tình, nên còn nhiều cái giống như chị thì chia sẻ là dụng cụ mà chơi đá của ông này, rồi những cái clip mà sàm sỡ nữa, thì chị Hồng Loan không muốn tung lên đó là tình nghĩa cậu cháu. Dù sao cũng có những ngày tháng mà gắn bó giúp đỡ nó hỗ trợ cho Hồng Loan, Hồng Loan không tung lên. Thì mong rằng là đừng có đi quá xa để rồi quá đà không có quay trở lại được ha. Mình không có thì đừng có đi hù dọa đe dọa. Bây giờ thời đại pháp luật mà, đừng có đe dọa gì hết, đâu cũng có pháp luật hết trơn á. Đụng cái là pháp luật tới nhà còng đầu liền à, chứ đừng nghĩ rằng mình hù dọa người kia. Nhưng mình không có mình cần gì hù dọa ha. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ dẹp cái câu chuyện của chú Sử, và bây giờ Tiến mời cô chú anh chị chúng ta sẽ nghe cái đoạn video của cô chú anh chị ha. Cụ thể thì con nhà báo Bình Hưng Hòa đó có một cái nội dung khá là dài liên quan đến vấn đề gọi là chuyện về cô quản lý Kim Nga của nghệ sĩ Vũ Linh. Với 13 năm gắn liền với nghệ sĩ Vũ Linh có thể gọi như là hình với bóng, chăm lo cho ông từng miếng ăn giấc ngủ, nhất là những năm ông bệnh nặng không còn làm ra tiền. Ai cũng có thể nhận ra phải có một tình cảm lớn lắm, đặc biệt lắm với nghệ sĩ Vũ Linh, cô Kim Nga, cô ấy mới làm được như vậy. Vậy mà trong cái vở kịch tranh đoạt khối tài sản hơn 100 tỷ đồng của nghệ sĩ Vũ Linh, cô Kim Nga phút chốc từ hình tượng cao đẹp như một phúc tinh của nghệ sĩ Vũ Linh bị phe của Hồng Loan miệt thị, chà đạp như một con u sim, một đứa ăn cắp, một kẻ ăn bám, lợi dụng. Tình cảm đơn thuần của cô Kim Nga dành cho nghệ sĩ Vũ Linh cũng bị thiêu dập méo mó để chà đạp điêu ríu trong âm mưu tranh đoạt tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh. Ở bài viết này sẽ đề cập đến các vấn đề quan hệ tình cảm của nghệ sĩ Vũ Linh và cô Kim Nga gọi là gì? Kim Nga có nhận lương từ nghệ sĩ Vũ Linh hay là không? Cô Kim Nga làm gì để sống? Những sự thật về nghệ sĩ Vũ Linh trước khi mất mà cô Kim Nga là nhân chứng có liên quan đến câu chuyện tranh đoạt tài sản này hay không? Câu chuyện do người viết trực tiếp làm việc với cô Kim Nga nghe cổ nói và hỏi lại, nghe thêm nhiều người thân thiết từng sống trong nhà nghệ sĩ Vũ Linh, đến chơi thường xuyên nhiều năm tại nhà nghệ sĩ Vũ Linh, đi chơi đi diễn nhiều lần cùng nghệ sĩ Vũ Linh để chứng kiến sự việc cô Kim Nga thuật lại. Có nghĩa là cô Kim Nga đã thuật lại tất cả những sự việc cho cái cô nhà báo này, cô viết bài. Hẳn không ít người cho rằng cô Kim Nga có tình cảm nam nữ đơn phương với nghệ sĩ Vũ Linh nên mới cam tâm tình nguyện phục vụ ông bao năm qua. Với sự bịa đặt méo mó của những kẻ âm mưu tranh đoạt tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh thì câu chuyện này càng bị thiêu dệt thành Kim Nga tự coi mình là vợ của nghệ sĩ Vũ Linh. Thực tế cô Kim Nga và những người xung quanh đều biết hai người này coi nhau như là cha con. Cô Kim Nga nói những lần ở trong phòng nghệ sĩ Vũ Linh thường hay nói: Nga lấy cho ba cái này coi, lấy cho ba cái kia. Cô nghe nghe trong lòng hiểu, nhưng cô lỡ quen miệng gọi ông là cậu như là cô Hồng Phượng nên nó không có sửa được cái cách xưng hô. Không nói gì với ông, cô Kim Nga lớn hơn cô Hồng Loan, Hồng Phượng chỉ 1 tuổi. Và trong sự bịa đặt chửi bới, cô Kim Nga hiện nay có những thân hữu của nghệ sĩ Vũ Linh nói phải lúc trước Kim Nga chịu gọi nghệ sĩ Vũ Linh là ba thì cục diện giờ đã khác. Người nhà, nhiều thân hữu và đồng nghiệp của nghệ sĩ Vũ Linh đều nói nghệ sĩ Vũ Linh không gọi Kim Nga được lâu, nhất là những năm ông đau bệnh đang ngồi ăn mà vắng Kim Nga chừng 10 phút là ông đã hỏi Nga nó đâu rồi, kêu người đi kiếm. Khi đau bệnh tối phải có Kim Nga ngủ cùng phòng thì ông mới chịu, mới an tâm. Cô Kim Nga vừa về phòng mình là ông đã kiếm chuyện phải kêu qua. Kim Nga nói vì vậy nên tối nghệ sĩ Vũ Linh ngủ trên giường, còn cô phải vô phòng ngủ dưới đất. Phòng đầy người mà muốn lấy gì người kế bên cho dù là cô Sáu ông cũng không kêu đưa giùm, mà phải là kêu Kim Nga lấy. Đơn giản thôi, Kim Nga là trợ lý mà, trợ lý thì kêu trợ lý lấy thôi, trông giống như là người mà trợ lý của mình. Thì mắc gì có trợ lý không kêu trợ lý mà kêu người khác nha, có chú chị. Cô Kim Nga toàn gọi nghệ sĩ Vũ Linh là em bé, nói ổng là em bé nên cười cho qua mà chiều ổng. Người nhà nghệ sĩ Vũ Linh kể khi mà nghệ sĩ Vũ Linh bệnh tối ông ngủ phải có người bóp chân cho đỡ đau, có khi là bóp suốt đêm, bóp hơn cả chục tiếng đồng hồ, chỉ có cô Kim Nga thương và chiều ông được. Còn nghệ sĩ Vũ Linh ăn uống thì bình dân nhưng tính ra vẫn cầu kỳ, vì ông ít ăn ít nhưng có tật là đòi ăn đủ món theo chuẩn mới chịu ăn. Ăn canh chua thì có bắp chuối, ăn bánh cuốn thì phải có bánh tôm, ăn canh khoai mỡ thì phải kèm tép xào thịt. Một bữa ăn của ông như vậy phải có đến mấy món, chỉ có cô Kiều Nga mới có thể chiều ông lâu dài và tỉ mỉ như vậy. Thì trên thực chất
là một người trợ lý cũng như là ở trong nhà giống như là một người ở. Như vậy thì cái vấn đề chiều chủ nhân của mình đó, cái điều đó là điều bình thường thôi. Không nghĩ rằng là lại phải tung hô Kim Nga như là một gọi là vì cứu tinh hay là vì gì cả. Cái này nó hơi quá đáng. Cô Kim Nga kể từ một người con cưng không biết làm gì, không phải làm gì ở nhà, nhưng mà vì thương ông Vũ Linh, cái gì cậu cũng phải biết làm, như là rửa chén, lau nhà, giặt đồ, dọn dẹp, nấu ăn, làm hộ lý y tế cho chăm bệnh, canh cho uống thuốc. Mùa dịch thương ông Vũ Linh thì cô Kim Nga chạy vậy khắp nơi, không để ông thiếu cái gì. Cô nhờ khán giả ship cho cả thùng hàng từ dưới quê lên, chỉ vì người ta chịu bán kèm cái bắp chuối để nấu canh chưa cho nghệ sĩ Vũ Linh ăn. Cái bắp chuối để nấu canh chua cho nghệ sĩ Vũ Linh ăn. Dịch không ai bán, cô phải làm rồi chiên 8 cái bánh tôm vì ông muốn ăn nhưng chỉ ăn có nửa cái. Phòng của ông thì cô xông chanh xả mỗi ngày, lau sạch bóng đến tiệt đùng. Mắt ông uống nước, mặt ông rình xả mỗi ngày vì không có, ông có bệnh nền á. Nếu mà nhiễm Covid sợ không qua khỏi. May mà ông sợ chết trong mùa dịch cho nên là rất ngoan, kêu là làm chứ không có hờn dỗi như bình thường. Bởi vậy có những lần cô Kim Nga tự ái bỏ đi, nghệ sĩ Vũ Linh sĩ diện gọi cho cô, nhưng gọi khắp đầu trên xóm dưới, gọi cả về quê kêu người lên tác động tìm cô Kim Nga về rồi giả làm lành. Duyên nợ giữa cô Kim Nga và nghệ sĩ Vũ Linh, cô Kim Nga kể thật ra là cô không thích coi cải lương đâu, cô chỉ thích coi nghệ sĩ Vũ Linh diễn mà thôi. Hồi năm 4 tuổi, ông nội dẫn cô đi xem vở Sa Phu Đi Sứ do Vũ Linh diễn. Vô đạp coi toàn ngủ gục, nhưng lại nhớ như in là thích cái cảnh nghệ sĩ Vũ Linh múa quạt. Sau đó gia đình cô mở băng đĩa cải lương có nghệ sĩ Vũ Linh, cô xem và từ đó thích ông ấy luôn. Nhà ở Bình Chánh khá xa trung tâm, người lớn trong nhà hay dỗ cô nếu học giỏi sẽ dắt đi coi cải lương có nghệ sĩ Vũ Linh, nên cô là rất chăm học. Mới học lớp 8, cô đã viết bài gửi về báo sân khấu một khán giả viết về nghệ sĩ. Đến nay thì cô Kim Nga đã có hơn chục bài viết liên quan đến nghệ sĩ Vũ Linh trên báo sân khấu. Có một bạn trẻ cũng yêu mến nghệ sĩ Vũ Linh, thấy địa chỉ của Kim Nga trên báo sân khấu cho nên đã viết thư làm quen. Bạn này quen anh Hoàng Vinh, quản lý của nghệ sĩ Vũ Linh, nên dẫn Kim Nga đến xem nghệ sĩ Vũ Linh tập tuồng vào năm 2005. Lúc này Kim Nga đã học đại học nên có thể tự do đi lại. Cứ nghệ sĩ Vũ Linh làm gì ở đâu, Kim Nga và nhóm bạn hâm mộ cũng tới chơi, cổ vũ, rồi đến nhà chơi, tụ tập ăn uống. Kim Nga nói cổ rất nhát, tới nơi thì chỉ dám im lặng không nói gì. Chính nghệ sĩ Vũ Linh là người chủ động hỏi han cô, động viên cô mạnh dạn. Và khi anh Hoàng Vinh mất đó, một thời gian thì quanh nghệ sĩ Vũ Linh giai đoạn đó cũng thưa vắng người. Năm 2008 có một lần nghệ sĩ Vũ Linh hỏi Kim Nga có biết bấm đĩa không, Kim Nga gật đầu. Nghệ sĩ Vũ Linh mới than đi hát mà không ai bấm đĩa. Kim Nga lúc đó gọi Vũ Linh bằng chú, mới hỏi vậy là vậy giờ sao chú, thì là Kim Nga thành người bấm đĩa hôm đó chứ làm sao nữa. Lần đầu tiên đi bấm đĩa có một sự cố, nghệ sĩ Vũ Linh phải đổi thứ tự hát, Kim Nga xém chút nữa xử lý không kịp, may mà không xảy ra sai sót. Sau này nghệ sĩ Vũ Linh đi hát trong thành phố hay tỉnh đều nhờ Kim Nga theo bấm đĩa, mà Kim Nga không nhận thù lao, chỉ ăn uống đi lại nghệ sĩ Vũ Linh đã trả tiền. Có phải thường xuyên xin gia đình ngủ lại nhà nghệ sĩ Vũ Linh, hay có khi mà nghệ sĩ Vũ Linh gọi điện cho ba cô, ông nội cô xin cho con ngủ lại nếu về trễ. Cho đến năm 2010 thì nghệ sĩ Vũ Linh chính thức nói Kim Nga ở lại nhà ông luôn để làm quản lý cho ông. Ông đến nhà Kim Nga xin phép ba Kim Nga và ông nội. May mà nghệ sĩ Vũ Linh từng đến nhà Kim Nga dự đám cưới của một người bà con, nên ông được gia đình Kim Nga yêu mến và chấp nhận lời xin Kim Nga đến ở luôn nhà ông để giúp nghệ sĩ Vũ Linh. Kim Nga đã phải nghỉ làm ở công ty mà mình đang làm. Kim Nga là tuy ăn nói có vẻ nhà quê, cô ở Bình Chánh trước đây cũng là một đúng một người quê, nhưng cô là người có bằng đại học ngành kế toán, người khác còn gọi là bằng giỏi đó. Và theo tôi, cô có sự sắc sảo riêng. Sau khi về nhà, nghệ sĩ Vũ Linh ở luôn thì Kim Nga nghỉ việc, nhưng nhận làm báo cáo thuế tại nhà, làm một số dịch vụ kế toán trên mạng, làm việc cho ba cô để có thu nhập. Dần dần cô còn xây dựng được một kênh YouTube chuyên đưa thông tin về nghệ sĩ Vũ Linh đã đạt nút bạc để có thêm một số thu nhập. Hiện cô làm thêm bán hàng online. Vậy nên làm quản lý cho nghệ sĩ Vũ Linh, cô không nhận lương của ông, chỉ là cơm nước, chi tiêu trong nhà của hai người nghệ sĩ. Thì nghệ sĩ Vũ Tú Vũ Linh chi trả hết. Cô Kim Nga là những người xung quanh đó nói rằng là cô Kim Nga coi ông Vũ Linh như ba, mà chăm sóc chuyện sinh hoạt, cơm nước, nhà cửa hàng ngày. Khi ông đi diễn thì cô nhận lịch diễn, sắp lịch, lo trang phục, lo bấm đĩa, Kim nhắc tuồn cho ông, kể cả sắp lịch cho ông đi du lịch luôn. Tất cả cô Kim Nga đều làm tự nguyện bằng tình thương. Khi hai cậu cháu, cô Kim Nga chuyển kêu nghệ sĩ Vũ Linh từ chú sang cậu cho giống mọi người sống chung ở nhà. Chỉ khi chỉ có hai người, ông Vũ Linh hoàn toàn không để bất kỳ chuyện gì trừ việc bấm tivi coi,
truyền hình hay là hát karaoke. Trong nhà thiếu vật dụng sinh hoạt gì là cô tha từ nhà cô tới, hay tự mua từ cái thao cho đến cái rổ. Cứ lâu lâu ba cô, một người làm nghề xây dựng khá giả, là hỏi cô có thiếu tiền xài không thì ông ấy cho. Những năm nghệ sĩ Vũ Linh bệnh, cô Kim Nga bảo là nhiều vật dụng lớn trong nhà hư hỏng cô tự bỏ tiền ra mua. Lâu lâu cô còn mua đồ tặng nghệ sĩ Vũ Linh. Tết có lần cô mừng tuổi ông mà ông vui đến mức gặp ai cũng khoe. Tiền chợ, tiền điện nước, chi tiêu trong nhà nghệ sĩ Vũ Linh cũng do cô Kim Nga ứng trước. Mua gì cũng ghi sổ, cứ 10 bữa nửa tháng cô kết toán cho nghệ sĩ Vũ Linh trả lại cô một lần. Những người tới chơi thường xuyên là kể về có tiền bia với tiền thuốc lá là nghệ sĩ Vũ Linh thanh toán nhanh nhẹn. Tiền chợ thì ông thường chiêu chọc Kim Nga lơ không trả, nói cô là con gái phải lo cho ba. Cô Kim Nga có tính tự ái mà cũng có tính gọi là có tính gà gàng, nghe người khác kể cô cười cười không trả mà yên được với em đòi cậu hoài luôn. Cái gì em mua tặng cậu là khác, cái gì tiền xài tiền chợ là cậu phải trả cho em. Tuy nhiên thỉnh thoảng cậu cũng hỏi em có tiền xài không, hay quan tâm như kiểu đi làm mà mắc kiến mới đi cậu cho tiền. Chuyện vui về việc cô Kim Nga đòi tiền chợ ông Vũ Linh còn được nhóm 500 anh em kể như sau. Thì Vũ Linh vốn sĩ diện ra đường hay ra đứng trước cửa nhà có người mời mua cái gì mà ông không cần, không muốn nhưng mà cũng mua. Mua xong còn cô Kim Nga trả tiền, để một hồi cô Kim Nga phải đi đòi ông. Mà có khi ông còn bị mua mắt. Mua xong ông vô nhà lào bào, này nó bán cho Nga rẻ quá mà bán cho cậu mắc quá, lại lấy mấy trái dập không có ngon. Có năm mà nhà Tết khán giả tặng đầy bưởi phải đem cho bớt, mà nghệ sĩ Vũ Linh lại bị nhà hàng xóm gần nhà bán bưởi mời mua. Sĩ diện ông không từ chối, cũng mua mấy trái rất mắc, tốn cả mớ tiền lại kêu Kim Nga trả giùm cho cậu. Hồi Kim Nga lại phải đòi, biết rồi mấy bà hàng rong canh chừng ngày giờ Vũ Linh mở cửa ra hóng mát để mời mua đồ luôn. Kim Nga thấy vậy phải kéo ông vô, nói cậu đi ngủ giùm con. Kim Nga cho biết bước ra đường thì tiền của nghệ sĩ Vũ Linh đều đưa cô giữ, cô chi trả mọi thứ. Tiền cách xe của ông cũng do bầu xô trả qua cô, nhưng về tiền bạc thì nghệ sĩ Vũ Linh rất rõ ràng. Cách xe bao nhiêu ông đều biết, chi xài cái gì đều ghi giấy báo với ông. Còn lại tiền về nhà Kim Nga đưa cho Vũ Linh cất vô tủ, ông có kêu cô giữ luôn cô cũng không chịu nhận. Tai tiếng về tiền duy nhất mà cô Kim Nga phải mang là lần cô sang băng đĩa gốc của một nhà sản xuất phát hành ở Mỹ gửi về cho Vũ Linh xem, thành những đĩa chép bán cho những khán giả ở Việt Nam muốn xem mà chưa hỏi qua chủ sở hữu. Kim Nga nhìn nhận đây là một sai lầm do cô nghe lời một người thân trong nhà nghệ sĩ Vũ Linh giới thiệu, nói có khán giả muốn xem mỗi tuần mới đó, cô có chép ra đĩa khác dùm cho họ, lấy tiền mua bia, mua thuốc cho cậu. Sai lầm này của Kim Nga đã được nghệ sĩ Vũ Linh đứng ra bảo bọc gánh vác, bởi với ông, cô cũng đã được xem như con. Ông nhiều lần nói đám cưới của Kim Nga phải do ông lo, ông phải là người ngồi xuôi chứ không phải là ba Kim Nga. Thế nên mới có cái clip ông nói khi bán được đất thì ông sẽ mua nhà cho em, cháu, cho cô Hồng Loan một ít, còn lại ông giữ theo cô Kim Nga về nhà cô ở Bình Chánh sống cùng cô Kim Nga để cô chăm lo cho ông. Mong ước của ông già về là trồng rau, nuôi gà, miếng đất 2.000 m² ở Bình Chánh. Nghệ sĩ Vũ Linh nói trong clip chính xác là đất ông nội của Kim Nga cho cổ. Nghệ sĩ Vũ Linh nói rất rõ ràng là nhà ở Phú Nhuận ông dùng làm nhà thờ, không cho bán, giao cho cô Hồng Phượng và quyền cho ai ở là cho. Ông muốn về Bình Chánh ở vì cô Kim Nga có 2.000 m² đất ở đó. Cần thì cô Kim Nga có thể chia cho ông được mà. Tôi hiểu đây là ở đây là ông dùng tiền bán đất còn lại mua 200 m² đất trong 2.000 m² đất của Kim Nga chứ không phải là xin. Nghệ sĩ Vũ Linh nói rất rõ như vậy nhưng cô Kim Nga vẫn bị phe của Hồng Phượng xuyên tạc, chửi đũa. Kim Nga biển thủ tiền của nghệ sĩ Vũ Linh mua 2.000 m² đất. Cô Kim Nga còn bị bịa đặt đó là nhận một quyển sổ tiết kiệm từ Vũ Linh và quyển sổ này không hề tồn tại. Những ngày cuối cùng của nghệ sĩ Vũ Linh đó, trong bệnh viện cô Kim Nga có mặt 24/24. Bất kể một ngày bệnh viện chỉ cho phép vào thăm nghệ sĩ Vũ Linh có 3 lần. Không ai có thể khuyên cô Kim Nga rời Vũ Linh về nhà nghỉ ngơi được. Cô lên mạng tìm thông tin, tư vấn bác sĩ, tìm đủ thứ loại sữa, loại dinh dưỡng nào có lợi nhất cho nghệ sĩ Vũ Linh để tìm cách mua hay về tự biến chế cho Vũ Linh ăn. Tối cô chăm thức canh từng cái bánh, từng cái trở mình của ông, bóp tay bóp chân cho ông đỡ đau, lau người vệ sinh sạch sẽ nhất trong thoải mái, trong khi Hồng Loan luôn nằm ngủ ngon. Hỏi cô Kim Nga trước khi mất thì Vũ Linh có gặp ai nói chuyện dặn dò gì hay không. Cô Kim Nga cho biết nhiều ngày trước khi mất Vũ Linh không nói được gì, ông phải luôn gắn ống trong miệng, muốn gì ông chỉ có thể chỉ tay hay viết giấy, rất khó khăn. Ngày cuối cùng thì Vũ Linh cai máy thở, ông có thể nói chuyện, thì người cuối cùng gặp ông gặp và nói chuyện được vài câu chính là cô.
Khi đó thì ông đã khóc nói với cô rằng là sao mà con lại hy sinh cho cậu như vậy, cậu chưa lo được gì cho con hết. Nhưng Nga nói đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện đàng hoàng nghiêm túc với em như vậy. Còn trước giờ tính cậu luôn nói chuyện chọc chọc giỡn giỡn không à. Em nói thôi cậu đừng lo cho con, cậu lo cho cậu đi, con tự lo cho con được. Con còn lo cậu được luôn. Chỉ nói chừng đó thôi là nghệ sĩ Vũ Linh dần dần hôn mê rồi qua đời. Nghe cô Kim Nga kể đến đây thì tôi ngỡ ngàng. Nếu nghệ sĩ Vũ Linh nhiều ngày nhập viện đến lúc mất không thể nói chuyện thì làm sao ông có thể dặn cô Hồng Loan sửa xe? Không nói chuyện thì làm sao có thể dặn cô Hồng Loan lấy sổ hồng đi sang tên hết tài sản như là cô Hồng Loan nói với em với cháu, nghệ sĩ Vũ Linh trong clip ghi âm họp gia đình ngày 25 tháng 4. Nghĩ đến đây thì tôi hỏi tiếp cô Kim Nga là nhóm 500 anh em lúc xem lúc sống là Vũ Linh có từng nói gì đến phân chia tài sản, có từng nói làm di chúc hay từng nói để cô Hồng Phượng đứng tên nhà ở gọi là số 5 Đoàn Thị Điểm hay không, ở Phú Nhuận hay không? Những người này trả lời nghệ sĩ Vũ Linh nói chuyện không bán cái nhà Phú Nhuận để nó làm bàn thờ là hoài luôn, người quanh đó thì ai cũng biết. Ông cũng nói hoài chuyện bán đất cho mỗi người một ít còn lại để ông dưỡng già, về quê trồng rau nuôi gà và đi du lịch. Ông muốn sang tên nhà Phú Nhuận cho Hồng Phượng với điều kiện không được bán vì cô là đứa cháu có khả năng nhất nhà, có thể làm ra tiền duy trì bảo quản ngôi nhà. Ai cũng kêu ông làm di chúc mà ông cứ nói từ từ vì ông nghĩ mình còn khỏe, còn sống được lâu. Nghĩ đến chuyện làm show với Hồng Phượng, chuyện đi hát rồi mua xe hơi cho Hồng Phượng, nghĩ đến chuyện về quê dưỡng già, ông cũng có tính làm biến, ghét thủ tục gồm gà, ghét chính quyền, gặp ông ABN nên lười làm di chúc. Ông nghĩ mình nói rồi dặn rồi ai cũng biết thì người trong nhà phải nghe theo, không dám cãi. Chắc nghệ sĩ Vũ Linh đâu biết khi ông mất rồi thì lòng tham và sự phản khắc đã đẩy gia đình ông đến bi kịch sóng gió ngày hôm nay. Lời nói của ông bị người danh nghĩa gọi là con gái đó nói với báo chí là ông nói khi say xỉn và nhậu nhẹt. Chính vì những hành xử vô ơn bạc nghĩa với cha như vậy của người với danh nghĩa là con gái của nghệ sĩ Vũ Linh nên khi ra đi cô Kim Nga không muốn để lại bất cứ thứ gì mình mua. Có một số hóa đơn gần nhất còn giữ được cho con người không xứng đáng như vậy hưởng, kể cả cái bàn thờ Kim Nga mua hết 5 triệu đồng và số phục trang cô và 500 anh em mai cho nghệ sĩ Vũ Linh. Hiện ngày nào Kim Nga cũng cúng cơm Vũ Linh ngày 3 bữa. Đến mức những người thân nói Kim Nga bị ám ảnh cưỡng chế cúng. Bài tới là bài cuối cùng của tôi về sự thật này. Tôi rút lại lời nói 40 gặp 50 với mẹ con Hồng Phượng. Sự thật cái gọi là âm mưu chiếm gia sản của mẹ con nhà Cám thâm độc trên mạng xã rủa, nó ác và còn thưa quý vị. Đó thì đây là một cái bài chia sẻ của cái cô mà Nhị Bình đã viết về cô Kim Nga, thì tăng bốc rất là dữ dội ha. Thì qua đó cô chú anh chị tự hiểu rồi. Thì đặc biệt là trong cái video đó và những cái bằng chứng đưa lên đó thì có bằng chứng là nhắn tin là ngày 5 là cố nghệ sĩ mắc, ngày 6 là đưa cái chìa khóa mà cô này quên mật khẩu, cô nói cô không biết mật khẩu. Vậy tôi xin hỏi như thế này, nếu mà cô không biết mật khẩu thì làm sao cô lấy được cái đồng hồ từ trong cái tủ mà bỏ vô cái hòm của cố nghệ sĩ? Đó là một yếu tố đầu tiên. Cái yếu tố thứ hai, nếu mà cô không biết mật khẩu tại sao lại hứa hẹn là 21 ngày sẽ mở cái két sắt của cố nghệ sĩ ra, đúng không? Và quý vị thấy một cái chi tiết nữa là ngày 11 tháng 3 thì Hồng Loan nói rằng Hồng Loan mở cái tủ ra và trong tủ có cái gì thì mọi người đều biết thông tin đó, đúng không? Và ông đó có chứng ông Sạc Thành và cả Bình Tinh và một số người nữa đó. Thì tôi hỏi quý vị rằng cái tủ đó mở ra thì đã bị mở khóa rồi, vậy ai là người mở khóa, đúng không? Ai là mở khóa trong khi cái người mà đến để mở khóa thì họ nói rằng là có người đã mở khóa rồi, vậy ai mở khóa? Thì trong nhà chỉ có người cầm chìa khóa, người cầm chìa khóa trước đây và sau này đưa cho Hồng Loan. Hồng Loan thì chắc chắn không biết rồi, không biết mật khẩu rồi, có chìa khóa nhưng không biết mật khẩu rồi, mà cái người đã từng lấy được cái đồng hồ đem ra ngoài bỏ vô cái hòm thì chỉ có người đó biết thôi. Vậy xin hỏi những cái điều đó thôi, đơn giản như thôi thì trả lời đi. Đó thì thôi, video cũng đã dài rồi thì em cũng xin phép được tạm dừng video ở đây. Thì cô chú anh chị thấy như thế nào qua cái video này thì hãy để lại cái phần bình luận phía bên dưới để có thể trao đổi cùng Tiến Vlog cũng giống như tất cả quý vị khán giả đang xem trên kênh. Một lần nữa cũng xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.